chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Blue. Ngày hôm nay Ngọc Nhi một lần nữa nói về sản phẩm Makeable Drinks. Thưa quý vị, ngược về 3 năm về trước thì Makeable Drinks lúc Ngọc Nhi sản xuất ra đó thì quý vị biết rằng là bán ít lắm. Nó chỉ không bằng 1 phần 5 của Collagen Drinks. Chỉ mới 3 năm thôi. Tất cả những khách hàng mà đều quay lại reorder đó quý vị, là mua trở lại thêm đó, và kết quả ngoài sức mong đợi thì hiện giờ đó cái số lượng bán của Makeable Drinks á, nó đã vượt gấp đôi cái số lượng của Collagen Drinks của Billmore. Tại sao nó vượt gấp đôi? Là bởi vì thứ nhất á, trong này có những cái chất quan trọng mà các sản phẩm gọi là Makeable Fructidan khác họ không có được. Quý vị thấy là quảng cáo rất là nhiều những cái loại Fructidan ở thị trường, mà đặc biệt á, là đa số là quý vị tin tưởng vào cái lời quảng cáo của người đang làm quảng cáo. Nhưng khi quý vị mua về thì sự thật là quý vị thất vọng. Ngược lại cái câu chuyện Ngọc Nhi đó thì lúc Ngọc Nhi sản xuất ra cái Makeable Fructidan này, để Ngọc Nhi có nói với nhà sản xuất rằng là Ngọc Nhi chứng kiến quá nhiều người thân của mình ra đi bệnh ung thư gan, ung thư phổi, rồi lại là bị những cái loại ung thư tử cung nữa. Thành ra ung thư là một cái căn bệnh nghiệt ngã mà nhiều năm về trước đến bây giờ vẫn chưa có thuốc mà trị được nó. Thường bệnh ung thư đó người ta muốn sống thêm, sống lâu và khỏe lại, thoát khỏi cái đau đớn thể xác và tinh thần, thì người ta cứ nghe là quảng cáo trị ung thư bằng Fucoda là người ta mua. Nhưng thưa quý vị, Fucoda nó không có trị ung thư, nó chỉ giúp tế bào ung thư nhỏ dần đi và kết hợp với là nền y học hiện đại và là therapy, hay là dùng những cái chemotherapy đó để mà chặn cái tế bào ung thư phát triển. Thì cho đến ngày hôm nay, Makeable Fructidan của Billmore đã vượt ngoài cái tầm mong đợi và số lượng order vượt ngoài tầm kiểm soát. Là tại sao? Tại vì những loại khác đó, người ta thứ nhất, nếu mà quý vị dùng những cái loại mà chế bào chế ra những cái loại thuốc bột đó, như quý vị biết, các loại dược thảo, các loại rong biển, các loại nấm, khi mà quý vị đã sấy khô một cái độ cao quá cao thì dược chất nó không còn, giống như nó bị chết, nó bị cháy hết rồi, nó chỉ còn lại cái xác thôi, thì nó không có chất lượng. Mà trong cái viên mình uống thì nó khó thấm thấu và phải uống nhiều viên, một lần 9-10 viên mới thấm. Còn cái loại tươi làm từ nước thì đặc biệt nó dễ thấm thấu nhanh và nó giữ nguyên cái chất lượng hơn, nó không có bị phân hủy cái dược chất trong đó. Cái đến nữa là những chất nằm trong đó là cái gì, phải kết hợp đúng thì nó mới mang lại cái kết quả mong đợi. Khi một người bệnh ung thư thì chúng ta có thể là cần hàng chục thứ vitamin, nhưng mà chỉ cần cái rong biển không là đủ. Thì thưa quý vị, bài này cũng phân tích kỹ cái loại Makeable Fructidan của Billmore. Tại sao mà Ngọc Nhi dùng cái từ nó hơi quá lố đó quý vị, là cái số lượng mà pre-order đặt hàng trước đó, nó ngoài cái tầm mong đợi, nó ngoài cái tầm mong đợi của Ngọc Nhi và nó ngoài tầm kiểm soát luôn. Chuyến tàu nào về là hết chuyến tàu đó, chuyến tàu nào về là không đủ cung cấp. Như chuyến hàng này vừa về tới cách đây chỉ mấy hôm, tàu vừa cập cảng thì số lượng hàng trên tàu đã bán sạch bởi vì người ta đặt hàng trước. Và thưa quý vị, nếu quý vị bây giờ order, quý vị phải chờ, bởi vì nó không thể nào mà nó có được ngay ngày hôm nay. Quý vị, Ngọc Nhi đang cố gắng đặt hàng liên tục, nhưng thưa quý vị, những cái chất nằm trong này là gì mà không phải là muốn đặt là có liền? Những cái loại làm từ bột, bột rong biển hay là bột thuốc đó thì quý vị nó hàng tấn hàng tấn, nhưng để làm từ những cái bào tử nấm linh chi tươi, bào tử nấm thái dương tươi, điều đó mới là khó. Thì thưa quý vị, trong một cái hộp của công ty Billmore chúng tôi có 10 chai, mỗi chai là 30 ml. Nếu quý vị và người thân chẳng may là những cái người mà đang bệnh ung thư thì quý vị chỉ dùng là trong thời gian xạ trị, hóa trị, quý vị dùng một ngày một chai, chỉ trong 10 chai đầu tiên thôi. Và sau đó quý vị dùng cách 1-2 ngày một chai và ngơi dần ra. Có rất nhiều phản hồi từ khách ung thư gan, ung thư bao tử, ung thư phổi. Các bú nó nhỏ dần lại và nó không phát triển, nó chặn được cái sự phát triển. Thì tại sao làm được điều này? Ngoài cái vấn đề mà về cái ung thư ra, thì đặc biệt ở trong cái Makeable Fructidan có vô tình có một cái hàm lượng chất rất là cao mà trị được cái nám da và ngăn ngừa độc tố không tích tụ được trong cái gan, trong cái phổi của những thợ neo nữa quý vị.
đó là cái vấn đề may mắn vô cùng của sản phẩm này. Thì thưa quý vị, quý vị thấy trên màn hình đó là một cái hộp nó gồm có 10 chai. Mỗi chai là 30ml. Thì trong một chai này nó có những cái chất gì? Và những chất đó nó tác dụng thế nào với cơ thể? Thì Ngọc Nhi mời quý vị tìm hiểu và theo dõi cho kỹ là tại vì sao mà sản phẩm này nó lại hot như vậy. Thưa quý vị, trong đây đó, chất đầu tiên nhất đó là chất fiber. Fiber là một chất xơ từ rau củ quả mà người ung thư rất là cần và cơ thể chúng ta rất là cần. Fiber nó giúp duy trì sức khỏe đường ruột, rồi kiểm soát cái lượng đường trong máu của mình, hỗ trợ mà mình không bị tăng cân và cơ thể mình khỏe mạnh. Thứ nhì là vitamin C. Vitamin C đó nó duy trì cái hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và quan trọng nhất là sự hình thành collagen và bảo vệ các protein trong các cơ quan nội tạng của mình. Rồi vitamin E nó cũng hỗ trợ miễn dịch đó và nó giúp giảm bệnh hen suyễn, hơi thở nhẹ hơn, khỏe hơn, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể của mắt và đặc biệt giúp điều trị cái quá trình gan nhiễm mỡ thành công. Chất đặc biệt nữa là thiamine. Thiamine là một cái chất được chiết xuất giống như là vitamin B1. Nó giúp ngăn ngừa cái sự xuất hiện của các những cái bệnh đục thủy tinh thể, bảo vệ cơ thể chúng ta không bị lão hóa và giúp chúng ta không có bị nhăn, không bị đồi mồi, cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung cho não. Vì vậy, nó giữ được chúng ta là minh mẫn, khỏe mạnh, năng động và tràn đầy năng lượng. Rồi chất thứ hai là riboflavin, là một cái loại và từ vitamin B2. Thì B2 đó nó giúp phân hủy chất béo trong người chúng ta, cho chúng ta giảm cân, giảm ruột tóc, giữ ẩm cho cái màng nhầy trong đường ruột để không bị ung thư ruột, giúp phục hồi các mô và các mô liên kết bị tổn thương và thưa quý vị, ngăn ngừa được cái chứng đau nửa đầu. Kế nữa là niacin là vitamin B3. Thì B3 đó nó giúp chúng ta bảo vệ da, hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng, tăng cường chức năng não, cải thiện cholesterol tốt, điều trị chứng bất lực, giúp chữa bệnh tiểu đường, giảm triệu chứng bệnh viêm khớp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Rồi, đặc biệt nữa là cái nấm linh chi. Thưa quý vị, nấm linh chi đó thì nó có tác dụng là miễn dịch rất là cao. Đặc tính của nấm linh chi là chống ung thư, chống lại mệt mỏi trầm cảm, tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, chống oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Thì thưa quý vị, cái nấm linh chi đó bình thường thì không nói gì, nhưng trong cái loại này đó chúng tôi dùng bào tử nấm linh chi và bào tử nấm thái dương. Thì bào tử là gì quý vị không? Trong một tấn nghĩa là trong 1.000 kg nấm linh chi tươi hoặc là bào nấm thái dương tươi, phải tươi nha, mới chích ra được 1 kg bào tử. 1 kg bào tử. Cái bào tử đó nó là 1/1000 mới có được. Thì chúng tôi bỏ vào cái chai này để làm gì? Để nó làm tăng cường cái đề kháng, diệt tế bào ung thư. Quý vị lên mạng, quý vị đọc đó là nấm thái dương tác dụng của nó là gì? Thứ nhất, nó ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Thứ nhì, thanh lọc cơ thể và diệt các tế bào ung thư vừa mới xuất hiện, đồng thời làm nhỏ lại. Đó là trên những cái trang web về sức khỏe đã nói. Thì trong sản phẩm này, hai cái chất mà đặc biệt nhất là bào tử nấm thái dương và bào tử nấm linh chi. Mình xin nhắc lại là bào tử là trong 1.000 kg nấm tươi mới lấy được 1 kg bào tử, phải là nấm tươi. Các sản phẩm khác đa số ta làm bằng từ nấm khô, nó rẻ hơn và đặc biệt nữa là nó dễ bào chế hơn, nhưng lấy bào tử khó lắm. Và chất thứ ba nữa là hyaluronic, lấy từ cái tảo nâu tươi. Tảo nâu tươi đó quý vị. Thì tại sao mà chúng tôi dùng cái từ là Mekabu? Mekabu là một cái hòn đảo tại Nhật Bản và cái loại tảo cái đảo này cộng với cái khí hậu và cái luồng nước của nó, tảo cực kỳ tốt. Cho nên chúng tôi dùng cái tảo tươi đó kết hợp với nấm thái dương tươi và nấm linh chi tươi, bào tử của nó để đưa vào cái chai thuốc cho quý vị. Thì cộng với lại những cái loại vitamin mà Ngọc Nhi nói đó, thì ngoại trừ nó tăng đề kháng, nó đưa đủ các dưỡng chất cho từng cái bộ phận trong nội tạng quý vị. Đặc biệt nữa, nó còn giúp quý vị
trắng da và làm mờ các vết nám hàng trên 10 năm đến 20 năm. Là tại vì sao? Thưa quý vị, khi chúng ta bị nám, hầu như phụ nữ là tại vì cái cơ thể chúng ta, cái gan không có lọc được, cái thận không có lọc được và vitamin thiếu quá nhiều thì chúng ta bị bệnh gan. Nếu mà nám về gan mà quý vị đi đi lột da, đi chạy laser thì rồi đâu vào đấy. Thì trong cái bào tử nấm linh chi này và đặc biệt kết hợp với vitamin B3 và kết hợp với lại hyaluronic tươi làm từ rong biển. Mà hyaluronic á, là một cái chất làm trắng da tự nhiên. Bào tử nấm linh chi thải độc tố tự nhiên cho gan. Vitamin B3 giúp ngăn chặn các đốm lão hóa trên da và làm sáng da. Ba cái đó tình cờ kết hợp lại với nhau tạo một cái sản phẩm cực kỳ tốt và tuyệt vời hạng đầu thế giới cho những cái làn da bị nám. Nếu quý vị là những nạn nhân bị ung thư, đây là cái sản phẩm mà quý vị rất là cần thử. Quý vị thử đi, đã có rất nhiều khách hàng ở San Jose dùng 2-3 hộp. Có người dùng 6 tháng, kết quả bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng. Và những bác sĩ đó, người ta lại không ngờ được rằng cái bú nó nhỏ và nó không phát triển được nữa mà nó nhỏ dần đi. Đó. Rồi kế nữa đó là cũng có những nạn nhân lúc dùng thuốc ung thư hay là mình dùng thuốc tiểu đường, mình dùng thuốc cholesterol, đặc biệt là quý vị sẽ bị nám. Mà nám là từ gan quý vị, nó bị phản ứng phụ của thuốc cho nên không trị được ngoài da, mỹ phẩm hay là laser không giúp được. Nhưng chúng tôi đã thành công một cái sự vô tình kết hợp tuyệt vời đó mà đã cứu được chúng tôi và cứu được cả quý vị luôn. Thì nếu quý vị nào là những nạn nhân của nám mà bất trị rồi và nám sâu mà nám không phải là không thể nào trị được, không thể nào, thì đây là cái thần dược cho quý vị. Quý vị dùng chỉ một tuần 2 đến 3 chai thôi là đủ rồi. Đó. Thì những chất nãy Ngọc Nhi đọc đó là những chất mà những sản phẩm khác nó không có được. Người ta có nấm linh chi đó, có nấm thái dương đó, nhưng mà nó không phải là bào tử. Mình xin nhắc lại, tất cả như rong biển tươi nè, tảo nâu nè, rồi nấm linh chi, nấm thái dương nè, nếu sấy khô ở nhiệt độ cao thì cái dược chất trong các sản phẩm đó nó đã bị mất đi vì nó đã bị sấy nóng quá. Nó chỉ còn là cái xác thôi, cho nên quý vị dùng nó không có hiệu quả bằng. Chúng tôi làm tươi là như vậy đó thưa quý vị. Cái đến nữa đó là cái giá của nó ngày xưa là giá 180 đồng một hộp. Bây giờ cái giá sẽ là 200 đồng một hộp là bởi vì sao? Tất cả chi phí đều lên quá cao. Tiền vận chuyển nó lên gấp 6 lần. Từ một container chỉ có 4-5 ngàn đô đã lên tới là 25-30 ngàn đô. Tiền vận chuyển nó quá nặng. Đây là một cái sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thì vì vậy mà chúng tôi buộc lòng không thể lên giá quý vị. Chúng tôi thương quý vị, nhưng chúng tôi chỉ xin quý vị thêm vào 20 đồng đó là cái tiền phụ tiền vận chuyển cho công ty. 20 đồng mà chia làm hai hộp, tính một hộp có 10 đồng thôi thưa quý vị. Tóm lại là 180 bây giờ sẽ là 200, mà 200 đồng mua một tặng một, có nghĩa rằng chỉ còn có 100 đồng một hộp gồm có 10 chai. 10 chai đó quý vị uống được 10 lần, mỗi lần một chai có 10 đồng thôi. Mà một tuần quý vị chỉ uống 2 đến 3 chai. Nếu quý vị là những người bị nám, những người bị bệnh mới hết, sức khỏe là không được khỏe, bị yếu, đó là quý vị uống là đủ rồi. Những nạn nhân đang xạ trị, quá trị, mình có thể uống cách một ngày một chai. Cách một ngày một chai, 10 đồng mà cách một ngày một chai, một ngày có 5 đồng. Mà đưa được 13 loại vitamin vào da quý vị, đồng thời nó lại giúp hỗ trợ ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và diệt dần từ cái bào tử của nấm thái dương đó. Thì thưa quý vị, đây là cái sản phẩm mà Ngọc Nhi đã rất là thành công. Một câu chuyện đó là Ngọc Nhi có tặng có một người bạn cũ ở Việt Nam. Thì anh ta là bạn Ngọc Nhi hồi còn nhỏ ở cùng xóm. Ngày xưa là nhà anh ta rất là giàu mà nhà Ngọc Nhi rất là nghèo. Thì thời gian thay đổi, thời thế thay đổi thì bây giờ cuộc sống anh ta rất là khó khăn. Thì vừa rồi đó là gia đình anh ta báo qua là anh ta bị ung thư gan vào giai đoạn cuối và Ngọc Nhi đã hỗ trợ tiền cho anh ta đi lên viện ung bướu thì họ trả về. Và họ có nói rằng là anh ta không trị được nữa. Sống được chỉ thật cao lắm là 3 tháng thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là xót xa và nghĩ thôi, phước chủ mai thầy. Ngọc Nhi gửi cái Mekabu này về cho con anh ta, cho anh ta uống. Thưa quý vị, chỉ với có 3-4 hộp thôi. Mà anh ta rất là khỏe và đi khám lại bác sĩ nói rằng thấy rất là ngạc nhiên là nó không có phát triển tế bào ung thư, không có lây lan nữa, nó nằm im ở đó. Thì đây là một cái mà Ngọc Nhi rất là mừng. Và cũng nhiều người thân Ngọc Nhi đã giúp được vấn đề này.
Thì tất cả những nạn nhân ung thư mà đang uống thuốc của công ty đó, quý vị hãy đang xem chương trình này, quý vị sẽ hiểu được là Ngọc Miên nói thiệt hay là nói dối. Tại vì thưa quý vị, một cái sản phẩm khi Ngọc Nhi làm ra đó, nhà sản xuất luôn hỏi Ngọc Nhi rằng là dù bán cái giá bao nhiêu, 1 đồng, 10 đồng hay 100 đồng, tùy theo giá mình muốn mắc hay rẻ mà người ta sản xuất chất lượng trong đó cao hay ít. Thì Nhi luôn trả lời như vậy là quý vị cứ làm như thế nào mà coi như là cái chai này, cái thuốc này là người thân của quý vị uống, vợ con bố mẹ quý vị dùng, là quý vị hiểu muốn làm sao rồi, đúng không quý vị? Mekamu Fukudan của công ty Billmore. Thưa quý vị, những thành phần đặc biệt nằm ở trên cái màn hình như có đặt đó là nấm thái dương, nấm linh chi làm từ bào tử nấm, và trong này kết hợp với những chất hyaluronic tươi, những cái vitamin đặc biệt mà tạo nên một cái sản phẩm cực kỳ tốt này. Thì thưa quý vị, bản thành phần Ngọc Nhi vừa vừa nói vị xong, thì xin nhắc lại những khách hàng nào mà cần cái này. Thứ nhất, những nạn nhân đang xạ trị quá trị bệnh ung thư, quý vị ung thư gan, ung thư phổi, các loại bướu trong cơ thể đang phát triển thành giai đoạn 1 của ung thư hoặc những giai đoạn sau, quý vị dùng mỗi ngày một chai trong thời gian đầu, khi cảm thấy nó đã dừng lại rồi thì cách 1 2 ngày một chai. Thứ nhì, những cô chú bác anh chị mà vừa xuất viện vì những cái bệnh mà nặng phải nằm bệnh viện lâu, nó sẽ phục hồi cái thở, cái hơi thở mình lại, phục hồi cái phổi lại bằng những cái loại vitamin trong này. Thứ ba, những anh chị làm nghề nail, bởi vì quý vị tiếp xúc mỗi một ngày với lại chín cái loại độc tố cực kỳ độc hại ở trong cái bột nail, nó sẽ làm quý vị ảnh hưởng cực kỳ đến gan quý vị và phổi sau này. Rất là nhiều khách hàng của Ngọc Nhi là làm nghề nail đã thành công trong khi dùng cái Mekabu Fukadan này để điều trị bệnh nám da, phục hồi chức năng của phổi, của gan, và làm mình khỏe mạnh cái hơi thở, không sợ rằng những cái hóa chất độc hại đó quý vị hít vào mỗi ngày sẽ tích tụ lại trong cơ thể và phát sinh những cái bệnh ung thư sau này rất là nguy hiểm. Thứ ba là các gia đình mà quý vị có gia đình người thân làm những nghề nặng, những nghề construction, những người mà về xây dựng, rồi những người những cô bác cắt cỏ đó quý vị, thì quý vị tiếp xúc với cái môi trường bụi bặm độc hại, hoặc là mình làm những cái hãng điện tử mà cái chất solution của nó hơi nhiều trong không khí đó, thưa quý vị đây là những cái mà quý vị rất là cần, rất là cần. Hoặc quý vị có bố mẹ mà nói bố mẹ cứ bệnh hoài, lừ đừ mệt mỏi, cứ nói là ba mẹ bệnh, mẹ khó chịu, ăn không được, ngủ không được, mệt mỏi lừ đừ mà đi bác sĩ không khám ra bệnh, là bởi vì cái nội tạng chúng ta đã không được thanh lọc trong mấy mươi năm trời. Đến lúc quý vị cần thanh lọc cái nội tạng của bố mẹ, của bản thân mình để nó nhẹ nhàng và nó sẽ không có cảm giác bị lừ đừ, bị mệt mỏi, bệnh tìm không ra nữa, thì hãy gọi ngay ngày hôm nay để được chương trình một tặng một. Thưa quý vị, Mekabu Fukadan một hộp giá 200 đồng, có 10 chai, một tuần chỉ dùng 3 đến 4 chai là tối đa, hoặc thậm chí 2 chai cũng đủ nếu quý vị là người bình thường, không cần phải phục hồi bệnh. Một tuần 2 chai đến 3 chai, một hộp có 10 chai, giá 200 đồng một hộp, sẽ được mua một hộp, tặng một hộp. Mua một hộp, tặng một hộp, có 100 đồng. 100 đồng cho 10 chai. Một tuần mình dùng 3 chai là có 30 đồng. 30 đồng mà nó có hàng mười mấy loại vitamin kết hợp với là bào tử nấm linh chi và bào tử nấm thái dương. Các loại nấm mà mua thành viên đó quý vị, nó sấy khô rồi, dược chất nó không có còn bao nhiêu hết trơn. Đó là sự thật đau lòng là quý vị. Quý vị cứ uống cái bụng cũng không có quất đâu, bởi vì nó đã bị sấy khô và đã mất dược chất nhiều rồi. Thì một lần nữa, hãy gọi ngay ngày hôm nay 1-888-933-7624. Quý mua thử đi, rồi dùng thử đi, sẽ hiểu được tại sao mà có người họ chờ tới 3 tháng mới nhận hàng. 3 tháng mới nhận hàng. Bởi vì không đặt kịp bây giờ thì 3 tháng sau không có mà uống, là bởi vì nó quá 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 bán đắt đi. Mà tại sao nó bán đắt? Người ta không có dạy một sản phẩm không có quớt mà phải xếp hàng chờ đâu. Quý vị nhìn những cái tiệm bán bánh của Mỹ, bánh ngọt đó, xếp hàng rất là dài chỉ để được mua cái bánh thôi, là phải nói rất là ngon, rất là chất lượng. Hàng cửa tiệm cái bên đó, không có ai vào mua hết, là bởi vì sao? Người ta biết cảm nhận từ cái vị của quý vị và cảm nhận từ cái sức khỏe của quý vị. Hãy gọi ngay ngày hôm nay, đặt hàng ngay hôm nay để được nhận sớm, để được có cái đợt tới cho mình. Quý vị biết là tại sao, sẽ hiểu được tại sao người ta phải trả tiền trước 2, 3, 4 tháng để chờ cái hộp này về, mua rất là nhiều để dành những lúc mà không kịp đặt.
thậm chí còn 4 họp là dùng cái 4 tháng là đặt trước bây giờ rồi. Tại vì nghĩ rằng nhiều khi 3 4 tháng sao mới về kịp. Và tại sao không có liền? Bởi vì chúng tôi không làm bằng các loại nấm khô. Nấm khô đó họ bán hàng tấn nấm linh chi khô, hàng tấn nấm thái dương khô, từ bao và rong biển khô. Chúng tôi không làm, chúng tôi phải dùng bào tử nấm linh chi tươi và bào tử nấm thái dương tươi ở tại Nhật Bản. Trích cái bào tử đó ra, 1.000 kg nấm tươi lấy được 1 kg bào tử. Và đặc biệt là rong biển tảo nâu tươi. Cho nên kết quả của nó mạnh gấp 20 lần các loại khô khác thưa quý vị, bởi vì nó không mất đi dược chất. Cũng xin nhắc quý vị một điều nữa nè, là hiện giờ đó chúng tôi đã có hàng ngàn đơn đặt hàng. Và đợt thuốc kế đó là phải 2 tháng sau nữa mới có. Mà nếu quý vị không đặt bây giờ thì quý vị sẽ không có. Như có những câu chuyện, những người bạn, những người chị đã bị ung thư, đã bị nám và đã bị bệnh rất là nhiều về nghề nail. Có một cái chị đó là chỉ làm nghề nail mà chỉ bị gọi là bị dị ứng quý vị. Cứ đi làm nail là mặt mày nó nổi đỏ lên hết mà không làm thì không được. Và mũi thì viêm liên tục mà không biết tại lý do gì. Thì khi mà đề kháng cơ thể chị xuống thì chị sẽ bị, cho nên khi dùng cái Mekabu này đó quý vị, chị nói rằng chị không còn bị ngứa cái da mặt, đặc biệt là không còn viêm mũi. Thưa quý vị, đó là những cái nhân chứng sống mà Ngọc Nhi muốn quý vị tìm hiểu thử một lần. Đó thì nếu quý vị nào ở San Jose thì quý vị có thể liên lạc tới Ngọc Nhi đến tại cửa hàng để xin dùng thử. Đó là địa chỉ là 2268 đường Center, suite 198, đối diện với khu Costco. Còn nếu quý vị ở xa thì gọi ngay bây giờ 1888 933 7624. Xin nhắc lại là chương trình sẽ được mua một tặng một. Một hộp như vậy đó là 200 đồng. Mua một hộp tặng một hộp. Và thưa quý vị, điều đặc biệt nữa là quý vị, nói là mình thấy mắc hơn 10 đồng một hộp, nhưng quý vị được miễn phí tiền shipping. Thì nó cũng vào đấy. Quý vị phụ với Ngọc Nhi có 10 đồng bạc tiền shipping từ Nhật về đây thôi. Thì nó tăng quá cao, Ngọc Nhi không bán, không hả lên giá thì tội nghiệp quý vị. Mà không lên giá thì tội nghiệp Ngọc Nhi lắm. Cho nên xin 10 đồng tiền shipping cho một hộp. Nhưng Ngọc Nhi gửi trong nước Mỹ cũng như free shipping thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa chúng ta là quý vị hỗ trợ Ngọc Nhi và Ngọc Nhi hỗ trợ là quý vị. Thì hãy gọi ngay bây giờ để vẫn còn cái chương trình một tặng một nha quý vị nha. Vẫn còn một tặng một nha quý vị nha. 1888 933 7624. Ngọc Nhi rất cảm ơn cái sự yêu thương, tin tưởng của quý vị và ủng hộ của quý vị trong 15 năm qua. Mọi thắc mắc xin quý vị có thể là gọi cho nhân viên đó, quý vị xin cái bảng thành phần trước và xin các bảng vitamin là chất gì, tác dụng như thế nào trước, quý vị xem trước đi. Xem trước đi và cầm cái bảng thành phần của Foi và Billmore đỏ với bảng thành phần của các công ty khác rồi sẽ phát hiện ra thì ra cái nào nó tốt hơn. Thì ra tại sao khách hàng Billmore chấp nhận chờ từ 2 đến 3 tháng để nhận hàng và tại sao nó như vậy. Câu trả lời nằm chính trên cái bảng thành phần. Hãy thử xin bảng thành phần của công ty Billmore và đổi bảng thành phần của các sản phẩm khác. Câu trả lời là ở chỗ quý vị. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình talk show kỳ tới. Xin kính chào quý vị.